Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở thung lũng và ui, cái đậu xanh thanh niên nào vậy? Như vậy thì Kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên rồi nha mọi người ơi. Nói chung thì cái mạng đầu tiên luôn là một cái mạng nó vô cùng là dễ dàng nha mọi người. Mỗi tội vì là chơi phóng liệu hơi bị gà nên là Kẹo đã mất một xíu máu nha các bạn ơi. Ok. Hiện tại thì cái combo súng mà Kẹo đang sở hữu đó là M79 cộng với một khẩu súng Spy 12 nha các bạn. Let's go. Kẹo sẽ thử là qua đây xem là có ai không nhỉ các bạn. Lên trên này hiện tại thì Kẹo chưa thấy ai cả đâu. Uầy. Ngoài ra thì cũng chỉ có thêm đạn súng gun thôi mọi người ạ. Ở cái đậu xanh. Căn nhà Doraemon hứa 165 lại có thêm người nữa hả? À, ngay phía dưới này. Úi dồi, xanh mộ luôn nhé. Thế là Kẹo đã có cho mình được mạng thứ hai rồi nha các bạn ơi. Ok. Chúng ta sẽ chạy xuống phía dưới cái đá mọi người ơi. Wow, để coi nào. Ơ nhưng mà Kẹo không hiểu sao là ngày hôm nay thì cái khu vực thung lũng nó lại vắng như vậy. Và ở đây, trong căn nhà Doraemon này có ngay một đứa nhé mọi người ơi. Ok ok. Úi dồi. Đây, nó đang ở ngay phía trên thì phải. Kẹo sẽ chạy lên luôn nhỉ. Sao phải ngại. Ok. Mình vừa đổi qua đó là khẩu súng Pharma nhá. Uầy. Gì vậy hả em? Và xanh mộ cho em ơi. Uầy. Chú kia lại có thêm người nữa hả? Ôi các ông ơi. Tôi mới xuống đây mà các ông chơi gì mà đâu người vậy. Cơ bản là Kẹo cũng mới nhảy dù xuống thôi mọi người ạ. Mới bắt đầu trận thì có vẻ như là trận đấu của chúng ta nó lại hơi bị căng thẳng một xíu. Ok. Lần lờ qua cái phía này con nào các bạn ơi. Hey. À kia. Em ơi, đừng có chạy em ơi. À, thế là xong. Kẹo đã có được mạng thứ 4. Anh em thấy là có ngọt ngào không ạ? Hôm nay thì có vẻ như là hơi bị thơm bởi vì là mình đã hạ gục tận 4 mạng nhưng mà nó vô cùng là easy. Ơ kìa, nữa hả? Ở ngay hướng nữa em à, em ơi. Chạy đâu vậy hả em? Ok, đã xong luôn. Lỡ lờ qua mấy khu này coi nào anh em ơi. Uầy. Bây giờ còn lại đó là 25 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Hiện tại thì đang có cái sự kiện đó là nạp kim cương anh em, mà nạp 800 kim cương sẽ nhận được ngay con chó máy mới ấy. Nhận được cái skin chó máy anh em ạ. Còn Kẹo thì vì là hơi bị pua nên là chưa có tiền nạp kim cương các bạn ơi. Cũng nói qua với anh em luôn là sắp tới Free Fire nó cập nhật phiên bản OB15. Chắc là còn khoảng một tuần nữa thôi các bạn ạ. Thì cỏ trong game nó sẽ cao hơn rất nhiều. Và anh em sẽ có rất là nhiều chỗ để ẩn nấp nha mọi người. Chứ còn là bây giờ thì cỏ nó lại hơi bị thâm này. Hơi bị chán. Ok anh em ơi, và chúng ta sẽ dùng cái con xe này để đi săn người đó anh em ơi. Wow. Lỡ lờ qua cái phía này coi. Anh em nghĩ là ở đây sẽ có ai không nhỉ? Kẹo nghĩ là ở đây thì cũng chẳng còn ai nữa đâu. Đấy, nhưng mà chúng ta hãy cứ lỡ lờ loanh quanh ở khu này cái đã. Ok nào các bạn ơi. Kẹo đã lên chân tròi nhưng mà thật sự là khu này nó khá là vắng anh em ạ. Cơ bản là mình đã hạ gục tận 5 đứa ở thung lũng rồi cơ mà. Nên là bây giờ làm gì còn ai hả mọi người. Đấy, bây giờ có còn ai đâu. Như vậy thì mình sẽ lút đồ nốt ở căn nhà này cái đã anh em ơi. Nào, ok. Lại có thêm được đạn súng trường. Có lẽ như là trận này thì hơi bị xui. Cơ bản là lượm đồ từ đầu trận nhưng mà Kẹo lại chưa có được một cái khẩu súng tiểu liên nào cả. Đấy, bây giờ là vẫn đang phải dùng cái shotgun với lại spat. À đâu, shotgun với lại format nha anh em. Ui, đậu xanh mà chạy hả em? Úi dồi em ơi. Em dùng xe lam mà chạy được hả? À, chạy à, chạy à, chạy à. Úi dồi ôi, dùng xe lam mà chạy được à? Ui, nó chạy nhanh quá anh em ạ. Thế chúng ta sẽ lên xe và đuổi tạm theo nó thôi anh em ơi. Chứ kiểu quả chạy nhanh thế thì tôi cũng chịu rồi anh em ạ. Đuổi theo nó bằng niềm tin và hy vọng hả mọi người. Đây, let's go. Và lên phía trên. Phía trên này sẽ là theo hướng 120 độ nha. Đây, lượn lờ qua phía 150 độ coi. À, chiếc salam thì vẫn còn đó. Tôi nghĩ là ở cái nhà Doraemon này sẽ có người nha các bạn ơi. Wow, một hầm xác ở ngay đây. À, đây à. Úi dồi ôi. Ăn ngay một viên đạn súng căn M1014 và bạn ấy đã lên bảng đếm số rồi nhá. Em ơi, ai lại thủ nhà như này hả em? Nên là xanh mộ là đúng rồi nha em. À, ở ngay phía trên đang ở rất là xa có một đứa đang nổ súng nhá. Anh em ơi, cái gì cũng phải từ từ. Đấy, từ từ thì qua em mới như được anh em ạ.
Ok, hiện tại thì kẹo đã trang bị giảm thanh vào cái khẩu súng format, cũng như là vừa đổi qua cái nòng súng 2 cho khẩu súng UMP. Các bạn là nếu như mà anh em chơi trong chế độ solo ấy thì nòng giảm thanh là một cái vũ khí khá là lợi hại anh em ạ. À đâu, nó là một cái trang bị khá là lợi hại. Sorry mọi người là mình hơi bị nhầm lẫn một xíu nhá. À ở đây. Em ơi, chạy đâu vậy hả em ơi? Ui, chạy nữa hả? Ui, có xe nổ luôn này. Ghê vậy. Ghê vậy. À, ui dồi, ngay trong gắn mặt rồi. Ui, đấy hơi gắt đấy nhỉ bạn ơi. Ok, còn lại 50 máu này. Em ơi, xanh mộ chưa em ơi? Tính ăn anh hả? Ăn anh thì đâu có dễ hả em? Ok, kẹo sẽ loot đồ thật nhanh cái đã anh em ơi. Ok, đã trang bị được chảo rồi nha mọi người ơi. Combo này thì quá là tuyệt vời rồi các bạn ơi. Đơn giản là khẩu súng tiểu liên MP40 với lại format thì chơi nó sẽ khá là ổn. Đấy, nó là một combo vô cùng là ưa thích của mình. À, lại có tiếng súng nữa hả? Như vậy là ở cạnh mình có người luôn này. Wow, ghê vậy. Vừa hạ gục kia sang mặt. À, bộ trang phục hoa hồng thép hả em? Ui dồi ôi, thế là lên bảng điểm số luôn nhé. Tư tưởng là chơi kẹo mà dễ nha bạn ơi. Rồi nha mọi người, còn lại 10 người chơi nữa. Một con số vô cùng là tròn chỉnh. Các bạn thì mình sẽ rút thêm một số đồ. Nhưng mà phát hiện ra là hiện tại thì 33 của mình đã full mất tiêu rồi. Đâm ra lại chẳng rút được thêm đồ nữa. Buồn ghê ta. Đây. Như vậy thì hiện tại kẹo đang ở trong UAV luôn. Nhưng mà phát hiện ra là UAV cũng chẳng thấy ai cả. Thì công nhận là chỗ này cũng vắng quá nhỉ anh em. Anh em có thấy là nó quá là thưa thớt người không ạ? Let's go. Và mình sẽ lượm cái hòm sắt này thử coi nào. Ui, không có gì đặc biệt cả. Nên là bây giờ thì kẹo cũng chẳng cần đổ gì cả anh em ơi. Dung tích ba lô của mình đã full, đó là 98% rồi này. Thế là bây giờ chỉ lượm được thêm một vài cái trang bị súng này, hoặc là lượm được thêm quả lựu đạn. Mỗi vậy thôi các bạn ơi. Nhưng mà trong trận này thì kẹo chưa có thấy bom choáng đâu mọi người ạ. Đấy, hôm qua chơi là đang còn thấy bom choáng mà. Với lại thì không hiểu sao trên đảo quân sự thì kẹo thấy là kiếm bom choáng nó khá là khó đấy. Ơ kìa. Em ơi, chạy hả em ơi, em ơi đừng có chạy. Ui, chạy ngu vậy, ui. Làm quả chạy xuyên qua hàng rào thì kẹo còn thấy là gắt quá rồi nha mà. Các bạn là trong bạn này bạn ấy bị lag nên là mới có cái trường hợp xảy ra như vậy thôi. Ui, để coi nào. À, ở đây có một kiểu ông ngắm 1x nhé mọi người, quá là ổn luôn. Ok, kẹo sẽ đổi qua ông ngắm 1x luôn nhỉ anh em. Không phải ngại điều gì nhá. Đấy, có được luôn ông ngắm 1x, quá là điều tuyệt vời luôn. Và bây giờ còn lại có 8 người chơi này. Như vậy là số người chơi còn lại thì bằng số mạng mà kẹo đã kill rồi. Ok, thêm một tí máu và bây giờ thì mình đã có đó là 7 tí máu nhá. Cùng mình lận lờ và đi xem mạng nào anh em ơi. Phía này thì sao nhỉ anh em ơi? Wow, đậu xanh, người đâu cả giờ vậy anh em? À, lại còn đang ở cạnh vùng NG nữa. Thế thì lại ghê quá rồi anh em ạ. Ui, để coi. Mình sẽ câu lượn lên trên coi anh em ơi. Tôi nghĩ là ở ngay phía trên thì có người nhá. Đấy, câu lập tức là ba quả lựu luôn. Nổ rồi nha. Ôi, lên trên thử có nào. Ơ kiểu này là không có ai à, buồn ghê vậy. Tôi nghe thì tiếng chân chạy đâu đó mà lại ở chỗ này không có người à. Thế thì buồn rồi. Mình sẽ chạy thử qua phía này coi. Cái gì cũng phải từ từ nha các bạn ơi. Đây đây, kẹo đang ở căn nhà biệt thự này. Các bạn là bây giờ thì mình sẽ tránh cái vùng đen gờ ra cái đã. Nếu như mà không muốn bị xanh mộ. Ok, bom rơi lâu quá nhỉ. Và đã xong rồi nha mọi người ơi. Mình nghĩ là ở trên căn nhà này sẽ có người các bạn ạ. Nên là mình sẽ leo lên bằng lốp xe nhé. Ok. Chưa thấy ai cả, chẳng qua là mình hơi cảnh giác một xíu thôi. Đây, lên thẳng nóc nhà luôn. Thì các bạn sẽ có một cái góc quan sát nó cực kỳ là rộng. Xuống dưới cái đã. Ok. Như vậy là vòng mở địa tiếp theo của chúng ta nó sẽ thu tại mấy cái khu phía dưới này. Nên là chúng ta sẽ từ từ và di chuyển thôi mọi người ạ. Ơ kìa, đứa nào chạy mày hả em ơi? Uầy, mày chạy hả em ơi? Đừng có chạy nha em ơi, đừng có chạy nha em ơi. Chạy ghê mày hả em? Uầy, chân dài chạy khỏe vậy. Ơ, như vậy là nó chạy xa quá rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ phải chạy theo hướng 1/5 để tiến lại gần cái mục tiêu hơn nữa anh em ạ. Không là lại đa bây giờ. Đấy đấy. Bởi vì là chạy vòng bo chút thì nó cũng sẽ có một cái lợi thế hơn. Mình sẽ truy đuổi bằng được cái bạn này thì thôi. Hình như là mất dấu nó rồi anh em ạ. Chưa thấy nó đâu cả. Ghê vậy ta.
Thế này thì hơi ghê rồi nha mày. Đây đây. Wait. Ơ kìa. Ơ kìa, ơ kìa. À, căn sọ nhưng mà không hiểu sao lại nhảy ngay vào giáp này. Ui dồi ôi, game Free Fire kiểu gì vậy hả anh em? Làm quả căn sọ nhảy ngay vào giáp, kẹo thấy gắt quá rồi anh em ạ. Thế là tự nhiên là mất cái mạng headshot rồi, đâm ra là mình lại phải dùng khẩu súng tiểu liên MP40 kẹo sấy nhá. Ơ kìa. Mày nữa hả? Ây, bắn ghê vậy. Bắn ghê vậy. Em ơi, ui. Nó sấy có vẻ như là hơi bị căng đấy anh em ạ. Từ từ thôi anh bạn ơi. Làm gì mà sấy cam mày hả? Làm gì mà sấy cam mày hả? À, đứng sau trụ điện hướng FPK cả. Ok, kẹo sẽ còn mặc cái đá. Ôi, làm gì mà căng vậy hả người anh em? Này mọi người ơi, các bạn là bây giờ kẹo không có bom keo nên là kẹo hơi sợ một xíu thôi. Chứ còn là có bom keo là đẩy thẳng xuống và ăn nó luôn đấy chứ. Ôi này, chạy đâu vậy hả? À, chạy ngáo vậy. Cơ bản là kẹo có đồng giảm thanh nên là nó không biết là kẹo đang ở vị trí nào cơ. Chạy linh ta linh tinh thế thì xanh mộ là đúng rồi em ơi. Chứ còn là sống sao được nữa hả? Ok các bạn ơi, hòm sau này thì kẹo sẽ có thêm một băng đạn súng tiểu liên nữa. Và bây giờ thì chỉ còn lại có 3 người chơi thôi nha em ạ. Wow. Rút thêm đạn nào nha em ơi. Ui. Ơ nhưng mà kẹo lại vừa lượm lộn qua khẩu súng mà sống mây đâm ra lại phải đổi lại sang khẩu MP40 các bạn ơi. Lâu lâu thì kiểu như là kẹo lướt đồ nhanh quá đâm ra là đổi lộn súng cả anh em ạ. Buồn ghê ta. Ok, lượm thêm trang bị nào và kẹo sẽ đổi khẩu FAMAS để lấy M79 nha mọi người ơi. Lại tiếp tục chơi combo siêu dị, đó là combo súng M79 cộng với đây sẽ là MP40 nha các bạn ơi. Ui. Ngay phía trên ở ngay phía NVK thôi nha em ơi, chứ còn là không đâu xa cả nào nha em ơi. Let's go. Ui. Bắn ghê vậy hả em ơi? Em ơi đừng làm mình sợ nhá, hôm nay là anh không có tính năng của Migo đâu nên là bắn là không có hồi máu anh em ạ. À, mà là mình chơi Hazato nên là không cần bơm máu vội để làm gì. Ui, một quả này không trúng này anh em ơi. Viên đạn thứ 2 M79 này, 41 máu này. Đây là viên thứ 3 này, và xanh mộ lên em ơi. Ui dồi ôi. Chán ở cho em, bị hạ gục cho em, chừa cho em, ai bảo là thích solo với anh kẹo làm gì hả? Ok mọi người ơi. Cơ bản là đạn M79 thì nó đã hết đạn rồi nên là kẹo sẽ vừa đổi qua khẩu súng X-M8 để chơi tạm cái đã đấy. Và chúng ta sẽ lại trở về cái combo súng, đó là combo một súng trường với lại một súng tiểu liên anh em ạ. Uầy, vì là đạn phóng liệt nó kiếm khó khăn quá mà anh em. Mỗi lần mà anh em kiếm được chắc là chỉ có 3 viên đạn và đi kèm theo đó là một khẩu súng phóng liệu M79 thôi anh em ơi. 3 viên đạn thì nếu như mà tối đa thì anh em sẽ kill được 3-4 mạng gì đấy, còn tối thiểu thì chắc là kill được một mạng thôi, hoặc là không kill được mạng nào. Và để coi, khi mà hiện tại chỉ còn lại có 2 người chơi nữa thì cái bầu không khí trong game Free Fire nó trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đấy, thế là kẹo đã lọt vào trong cái top 3 người may mắn sống dai nhất trong cái trận đấu này rồi anh em ạ. Nếu mà cố gắng mà kiếm được top 1 nữa thì phải gọi là quá là ổn luôn. Khi mà hiện tại thì kẹo đã có cho mình được 12 mạng, chỉ cần kill thêm 2 mạng nữa thôi là với 14 kill top 1. Anh em thấy là có ok không ạ? Quá là ổn luôn nha. Nào mọi người ơi, hiện tại thì kẹo đang ở trong cái khu vực đó là xưởng cơ khí nhá. Và bầu không khí trong xưởng cơ khí này nó vẫn đang rất là yên lặng luôn. Ok, à, có cả Ska, cả thì kẹo sẽ đổi qua Ska luôn nha mọi người ơi. Bởi vì là X-M8 thì đâu có trang bị được ống ngắm Rig đâu. Ok, và chúng ta sẽ cùng lờ qua phía này con nào anh em ơi. Ok, ui, thừa một cái ống ngắm Rig nha hả, nên là kẹo sẽ vứt ra ngay nhé. Cơ bản là đồ thừa thì mình không có để trong ba lô gì cả, nó sẽ chật cái diện tích của ba lô đi. Đây, còn lại 2 thằng cuối đây. Cái công việc mà tìm 2 thằng cuối thì nó lại hơi bị khó khăn anh em ạ. Đây, kẹo chạy mãi nhưng mà đã tìm thấy được 2 thằng cuối đâu mọi người ơi. Cứ lượn lên phía trên nó anh em ơi. Đây đây, ở ngay phía 65 độ đấy. À kia rồi. Tưởng là đâu cơ em ơi. Chạy nữa hả? Ok, mà xanh mộ này rất là nhanh khi mà Ska đã có được 5 dòng thanh cũng như là ông ngắm Rig nữa. Với tay súng 3 thì Ska sấy phải gọi là phê thôi rồi nha em ạ. Đơn giản là Ska nó bình thường nó cũng không giật lắm anh em ơi. Nó bắn cực kỳ là êm, bây giờ có thêm cả tay súng 3 nữa phải gọi là sấy bá cháy anh em ơi. Ơ kìa, thằng của đi hả? Ui, thằng của đi hả? Em ơi. Ui, thằng của đi hả? Ok, và cần nhân gấp luôn ạ. Anh em thấy là có gì không ạ? Ok, ăn mình nào anh em ơi. Úi dồi ôi, top 1 với 14 kill. Gắt chưa anh em? Đây, đập chảo này anh em ơi. Thăng Long Quyền ăn mừng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.